Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Hero Minh, Hero của Thầy Kinh My. Rất vui vì đã được gặp nhau với những clip. Thì hiện tại mình đang có mặt trên YouTube. Nói chung thì đang có mặt tại One Piece Fighting Pass. Hiện tại thì chúng ta hôm nay sẽ đổi chuyên mục một xíu, không chơi game nha. Và chúng ta sẽ review về skill của một số con tướng hiện tại vẫn chưa ra. Thứ nhất là con Rob Lucci, đây là thủ lĩnh của CP9. Tiếp theo là Zoro Asura và kèm theo đó thì có Luffy Gen 2 nữa. Đây là những con tướng mà rất là nhiều anh em hóng hớt ở trong cái game One Piece Fighting Pass nhưng hiện tại vẫn chưa ra nha. Hiện tại event đầu tiên là event của Mắt Diều Hâu, thì chắc là anh em đã biết rồi. Thì ok, thì mình đang có mặt tại YouTube của một bạn. Bạn này là bạn Golea, đây là một kênh YouTube làm về game One Piece Fighting Pass cũng rất là nổi tiếng. Nói chung thì bạn này là người nước ngoài thì phải. Và nói chung khi mà có những thông tin gì mới thì bạn ấy đều up lên video đây. Nói chung là mình sẽ ghi nguồn của video nha, để về phòng bạn ấy kiểu bản quyền các kiểu. Cho nên là mình sẽ đi ghi nguồn. Video này là video của kênh của bạn, cho nên bắt buộc chúng ta phải nói thật là rõ ràng. Có công thì có một nhận gây ra những cái sự hiểu lầm nha anh em. Ok, ở đây thì có biểu tượng của Twitch nha anh em. Twitter, đây là Twitter One B B sẹt ES. Anh em có thể gia nhập One B, có thể gia nhập vào Twitter để có thể xem mọi thông tin nha. Khi mà có thông tin gì mới thì trên Twitter này nó đều up lên. Rồi, ok, và kênh YouTube này là của bạn Gola. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem video của Rob Lucy trước nha. Yo. Ok. Như anh em thấy thì đánh thường là kiểu shotgun nha anh em, dùng tuyệt chiêu gọi là súng ngón tay nha anh em. Đấy, rất là phê, anh em có thể xem lại. Nói chung là đánh thường thì kiểu lao tới này. Đấy. Đây là Shigan nha anh em. Đấy, nó đánh thường, ngoài ra còn có cú đá nữa. Ui, hóa báo luôn à. Chiêu đầu tiên là chiêu hóa báo luôn ta. Ui, súng ngón tay dòng ghê nữa. Mình xem lại coi chiêu hóa báo đó là chiêu mấy nha. À, chiêu đầu tiên luôn nha anh em, chiêu đầu tiên luôn. Nó sẽ nằm ở vị trí này này. Đấy, nó nằm ở đây, sau đó thì kèm thêm một chiêu phụ nữa, tất nhiên rồi. Nói chung là con Lucy này mình nghĩ chắc là cũng là tướng SS, cho nên là thường thường những tướng SS đều có skill phụ nha. Đấy, đa số là đều có skill phụ hết. Hóa báo này, đánh đá này, Shigun liên hoàn luôn nè anh em. Đấy, rồi ok, anh em theo dõi đi. Tiếp theo là chiêu gì ta? Ồ, đây là đồng đội hỗ trợ. Ui, chiêu này thì kiểu bay tới bay lui này. Ui, núm lấy cái đầu vật ba phát. Luffy tuổi gì? Luffy chỉ vật có một phát thôi anh em, cái này vật ba phát. Ui rồi ôi, vật thằng nhỏ nói chung là nát như tường luôn. Đây chiêu số 4, Rokugan. Đây là một chiêu khá là quen thuộc của Rob Lucy. Ui, nói chung là cũng hiểu nôm na là kiểu súng có ngón tay nha. Đây là skill cuối này anh em. Rồi lao tới vồ đối phương này, sau đó là có hiệu ứng đặc biệt luôn. Ui dồi ui đau. Mình phải lòi anh em ha. Có cu gần nữa ha. Thật là nhiều rồi, cu gần quá anh em ơi. Mình sẽ bật âm thanh nhỏ xíu nha. Ok. Đó là skill của Rob Lucy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với Zoro Asura. Zoro Asura này thì mình thấy như kiểu là tàng hình đó anh em. Mình chả thấy hình ảnh đâu, nhưng mà skill thì vẫn có. Đấy, chém rất là phê. Mình sẽ để cho anh em xem liên hoàn luôn cho nó hấp dẫn nha. Ok. Ui dồi ôi, không thấy Zoro đâu luôn anh em ơi. Zoro Asura mình chẳng thấy đâu luôn ấy. Tàng hình nè. Chứ này như kiểu tàng hình đó anh em ơi. Đây là chiêu số 4. Ui. Hiện ra chữ luôn nha anh em, có chữ luôn. Đây là chiêu cuối này. Ui, gì vậy? Đây là một cái nội tại khác. Một cái nội tại khác nha anh em, chúng ta cùng xem thử. Ui, chúng chém liên hoàn này. Ui. Lốc xoáy anh em ơi, lốc xoáy Asura. Có cả thời kêu riêng nữa, thời kêu phụ nữa. Kêu phụ kiếm ra khoảng 6 tia đấy. Ui, nó hiện ra thanh niên cơ bắp kìa, em thấy không? Anh em có thấy nó hiện ra cơ bắp không? Đây 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 đây. Chỉ số 4 này. Đó, hiện ra kiểu Asura hả ta, hay là cơ bắp gì đó. Chỉ số 6 thì chiêu số 6 thì nãy mình review đúng không, nhưng mà không sự kêu đặc biệt sao không có hiệu ứng ta. Ui, Euro này thấy hơi ảo sao đây, mà kiểu tàng hình thì mình đâu thấy được hình dạng đâu, buồn cười vãi. Đây là skill số 4, khi mà ở cái bảng đầu này thì nó sẽ hiện lên chữ nha. Đó, sau đó là chém một cái đường quá ghê luôn. Còn chiêu số đặc biệt thì đây có một cái vòng mà
một cái vòng xoay, nhưng mà như là không kịp xem thì bạn ấy không kịp xem thì cái đoạn đó nó bị qua mất rồi. Cay nhờ, khá là cay cú. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang Luffy Gen 2 đi. Ai, Luffy Gen 2 nha anh em. Video Luffy Gen 2 này cũng mình cũng review ở kênh của bạn Golea luôn. Ok. Nói chung mình cũng xin phép bạn được review cái video này cho thật là nhiều anh em biết đến và nhiều anh em xem. Rồi, vô. Ok. Đấy. Ui, combo đầu tiên là đánh thường nha anh em. Luffy Gen 2 thì nó cũng khá giống với Luffy thường thôi. Chỉ khác là như là khác cái quần. Khác cái quần và cái áo nó hơi đậm một xíu, cái nón thì cũng đậm một xíu. Ok. Ủa, mà sao chiêu lại là quần ai ta? What the hell? Ok, kệ đi, cứ xem đi. Ui, chiêu này là chiêu của ai nè anh em? Hình nền skill là hình nền của ai mà. Vô lý vậy. Ui dồi ôi, bắn kìa. Rồi xong, chiêu này là biến to nè anh em. Sau khi biến to thì sẽ bị về hình dạng nhỏ xíu nha. Đấy, đó là kiểu dạng gen gen mấy ta? Gen gen đó là gen 3 thì phải, gen 3 đúng rồi, gen 3. Sau đó gen 3 thì sẽ bị kiểu thu nhỏ lại. Ok. Đoạn này là bị gì đây mà có nhạc này? À, đây là skill đặc biệt hay sao ấy? Ui, hai tay luôn. Rồi, sau đó là giọng xuống. Chắc đây là hiệu ứng skill đúng không? Quá dữ. Rồi, đoạn này thì ui, có hình ảnh skill của Luffy lại rồi nè, nhưng mà sao kiểu nó tàng hình anh em ơi, cũng không thấy luôn. Ui, hồi đấm rất là nhiều luôn nhưng mà lại không thấy hình ảnh. Khá là buồn cười. Rồi, chúng ta xem skill đây. Nói chung là kiểu đấm không khí, nói chung là đa số đều là kiểu đấm không khí nhỉ. Còn chiêu kia thì đây là chiêu gì đây? À, chiêu đá, nói chung là chiêu đá vòng tròn. Rồi. Ui, đây là một cái nội tại khác nữa, ngon nhỉ. Đây là chiêu lao tới nè, cũng khá giống với chiêu kia. Khá giống với chiêu kia. Chiêu này thì kiểu đấm liên hoàn thôi, nói chung là nhìn animation của nó thì cũng khá là hấp dẫn. Đấy, lao tới nè, nhưng mà lao không đủ tầm, phải lên thật. Đây là chiêu số 4. Ui, số 4 này là bật gen 2 lên nè anh em. Ấy, tốc độ bao nhanh luôn. Đấm liên hoàn và có một cái ống gì ở giữa nữa này. Ống này chắc là ống gen 2. Khi mà hết cái ống này thì chắc là sẽ hết sử dụng được gen 2 này. Ui, và sau khi lên gen 2 thì hình như là được thêm mấy cái skill mới nè anh em. Đấy, nhìn hình ảnh rất là mới luôn này. Phê chưa? Còn một skill kia nữa, skill đặc biệt thì chắc là nãy rồi. Skill đặc biệt là chiêu nãy thổi hai cái tay lên, chắc vậy. Nói chung là không thấy hình cho nên cũng hơi khó để quan sát nha anh em, hơi khó để quan sát một xíu. Đây là chiêu bay lên trời sau đó tung cú đá hả ta? Kiểu vậy. Ok. Đây, lao tới này. Không hiểu tại sao mà lại không quan sát được. Cây, ui đây là cú đấm to nè, sau đó bị bay về hình dạng nhỏ xíu thì hình như theo như mình biết là sẽ không sử dụng được skill gì cả này. Ủa cũng được đấy, vẫn được đấy. À, vẫn được nha anh em, vẫn đánh được đấy chứ. Đây đây là lên gen 2, lên gen 2 thì lại tiếp tục là như có một cái ống này ở đây. Rồi, ok. Mình sẽ tua một xíu để đến cái đoạn. Ui, đây là cú đấm liên hoàn, súng liên thanh. Ý, có một số cái hình ảnh hiển thị kìa. Ok. Rồi, ok, mình sẽ để cho anh em xem ha. Mà cầm nói anh em làm anh em phân tâm không xem được. Đây là chiêu gen 3 rồi. Biến thành dạng nhỏ xíu thì cái hình anh em hình quan sát cái hình ở góc trên kìa anh em, nó cũng sẽ chuyển về cái hình dạng là thằng Luffy nhỏ nha. Sau khi đấy lúc biến nhỏ thì như là chỉ được đánh thường thôi chứ không được dùng skill. Ồ, tiếp tục là gen gen 3, sau khi lên gen 3 thì hình dạng cũng sẽ thay đổi. Đây là chiêu đặc biệt. Đấy. Chiêu đặc biệt thì Luffy sẽ thổi hai cánh tay to ra, sau đó là cú đấm, hai cú đấm sẽ giáng xuống. Đó, chưởng, có thể gọi là chưởng nha anh em, giống như chưởng Kamehameha vậy. Ok, gen 2 thì chỉ vậy thôi. Nói chung là skill chắc chắn là sẽ rất là mới mẻ. Nhưng mà không biết khi nào ra, với lại hình ảnh thì nó không có hiện nhân vật này cho nên cũng hơi khó quan sát một xíu. VV. Đấy, kiểu cũng chỉ có vậy thôi. Ok. Để mình kiếm thêm coi có hình ảnh rõ ràng không ha. Luffy Gen 2 AR One B Fighting Pass. Ok. Ở đây thì cũng có một số kênh làm nè. Đây là một kênh Doctor T. Kênh này cũng khá là hay nha anh em. Nói chung là khi có hoạt động event gì mới. Ui, cái này như là rất là rõ ràng luôn đây. Ui, 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 ui. Cái này có nhạc rồi, đem cho mình mở nhạc nhỏ đi. Tránh việc bị bản quyền. Đây là kênh Doctor T nha anh em. Hiện tại là được hơn 2.000 subscribe rồi. Anh em có thể vào kênh này subscribe để ủng hộ bạn này nha. Bạn này thì có thông tin gì mới thì bạn ấy cũng đều review lên nha. Nói chung thì mình cũng xin phép bạn Dr. T để review clip này. Nếu mà bạn không đồng ý thì có thể
inbox mình để mình gửi video nha. Nói chung thì hy vọng bạn cho phép. Ok, chúng ta cùng đến với clip Luffy Gen 2 nhé. Luffy Gen 1 và Gen 2 đây, đây là sự khác biệt nè anh em. Ở đây thì bạn ấy, thậm chí bạn ấy còn có cả cái phụ đề để chúng ta đọc nữa nha anh em. Rất là kiểu tâm huyết luôn. Nói chung là một cái kênh rất là hay, và những cái video đều có những cái phụ đề này rất là kiểu thuận lợi, thuận tiện cho chúng ta quan sát. Ok, ta có thể thấy điểm khác nhau của Luffy Gen 2 chính là cái quần vải lìn. Đúng thiệt luôn em ơi, cái quần này, cái áo nói chung là đậm đậm hơn xíu. Cái nón thì hình như là cũng không có gì khác luôn, chỉ khác cái quần thôi. Cay thế nhở. Ok, tiếp theo là gì bạn ơi? Thì đây là một clip test Luffy Gen 2 của một người Trung Quốc, mình không rõ là ai, có thể là nhà phát hành. Ok. Ui, nhưng mà về hình ảnh thì hình ảnh skill bên đây thì cũng là skill của A nè anh em, rất là nhảm luôn. Ok, chúng ta cùng xem nhé, mình cũng nói luôn đây là bản áo bình mới xuất hiện nhé. Đúng rồi, đây là chiêu lao tới. Ui, đây là cú đá vòng này, cú đá xoay hồi nãy này. Đấy. Quá dữ luôn em ơi, nói chung là phải tới đủ tầm thì mới đá được nha, nếu mà nằm ngoài tầm thì sẽ không đá được. Rồi, chiêu này là chiêu Gatchelegan. Nói chung là hình ảnh skill bên của A cho nên chúng ta cũng không có quan sát rõ được này. Nói chung là có một chiêu lao lên trời đá xuống. Tiếp tục là chiêu gì đây? À, có chiêu 4 rồi em ơi, chắc là sử dụng chiêu 4. À, đây là chiêu 4 thì chúng ta sẽ lên gen 2. Lên gen 2 nha anh em. Đấy, đấm thì sẽ nhanh hơn, khi mà lên 2 thì sẽ tăng được tốc độ rất là nhiều cho Luffy. Rồi, đá các kiểu cũng rất là nhanh luôn. Giống như kiểu Senji á, nói chung anh em cũng có thể hiểu như là Senji. Khi mà Senji có cái chân lửa thì hiệu ứng skill animation cũng rất là đẹp. Luffy thì cũng tương tự nha anh em. Khi mà bật Gen 2 lên thì rất là đẹp, tốc độ thì cực kỳ nhanh luôn. Rồi, chúng ta sẽ đến với skill dù không trải nghiệm nhưng mình vẫn nhận thấy tốc độ ra đòn cực nhanh. Đúng rồi, chính xác. Cực nhanh luôn, đúng với cái thương hiệu của Gen 2 nha anh em. Đây là chiêu đã xoay rồi, chúng ta sẽ đến với skill kia. Đây. Còn đây là ulti. Có thể gọi là ulti nha anh em, mình thì mình quen gọi là skill đặc biệt. Cái này thì thổi hai cái tay lên sau đó chưởng. Này thì nãy mình có nói rồi, Luffy xài Gen 3. À, tức là Gen 3 tức là to lên nè, sau khi đó thì sẽ bị biến nhỏ này. Giờ chỉ đánh thường được thôi nha anh em, chỉ đánh thường được thôi. Đấy, bị biến nhỏ lại này. Bị thành thằng nhóc tí hon nè, nhưng mà sau một thời gian thì như là có thể chuyển lại đến bình thường được. Khi ở trạng thái Gen 2 nè thì chiêu 3 của Luffy cũng là sử dụng Gen 3, sau đó cũng bị biến nhỏ, thật sự game làm cực kỳ chân thật. Rồi, ok, nói chung thì chỉ vậy thôi. Mình chỉ muốn review cho anh em xem skill của thứ nhất là Rob Lucy, thứ hai Yoro Asura và thứ ba là Luffy Gen 2. Và Luffy Gen 2 thì như anh em thấy, nói chung thì theo mình cảm nhận thì về mặt skill thì cũng ok. Tuy nhiên thì mình cũng có cảm giác không thích lắm. Nói chung này mình vẫn thích những con tướng kiểu skill mới, ví dụ như là event vừa rồi thì có Aokiji với Mihawk, thì nói chung là mình cũng khá là ấn tượng. Còn Luffy Zoro này thì mình cũng không thích lắm. Nếu mà ra thì chúng ta cũng quay để test thôi. Nếu như có ra thì mình cũng sẽ quay test cho anh xem. Rồi, ok. Cảm ơn em đã theo dõi clip mình. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Cảm ơn em rất là nhiều. Và gửi lời cảm ơn đến hai kênh YouTube này đã có những cái video rất là hay nha. Và nói chung thì mình cũng xin phép hai kênh review clip này. Hy vọng là các bạn sẽ cho mình review và sẽ không đánh bản quyền mình nha. Tội mình lắm. Rồi, ok. Cảm ơn anh em nha. Bye bye. Chúc em ngày vui vẻ và nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Bye bye.